Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Và mình là Vũ Văn Quang đây. Nghe nói dạo này game có một cái sự kiện rất là hot, đó chính là mở hộp 1 triệu kim cương. Và 5 người may mắn trong Free Fire sẽ nhận được 100.000 kim cương. Hiện tại thì trên server đang thống kê là có 1 người đã nhận được rồi anh em nhá. Đó, 1 người đã nhận được rồi. Đấy, để mình cho các bạn xem cái lịch sử danh sách may mắn này. Đấy, ồ, có 3 người nhận được rồi anh em nhá. Đấy, ngày 19 có 1 người và ngày 20 có 2 người nhận được rồi. Và sẽ còn 2 slot cuối cùng. Hôm nay thì mình sẽ thử vận may xem là mình sẽ thuộc 2 người may mắn cuối cùng sở hữu 100.000 kim cương không nha. Nên anh em nhớ xem dõi hết clip này, ok chưa? Ở đây mình còn 5.000 kim cương. Để xem là có cái sự kiện gì mới thì mình quay nha. À, đây có khủng long này. Cái hành động này mình lấy rồi này. Siêu xe này mình cũng lấy rồi. À, có siêu xe mình chưa lấy anh em. Lấy luôn siêu xe nhá. Siêu xe này khá là đẹp này. Ok, săn luôn anh em ơi. Ồ, săn này chắc tốn khoảng hơn 1.000 kim cương. Đây có hành động này. À, đủ. Ok, lấy hành động cuối cùng nha. Đẹp anh em ơi, hành động này rất là ngầu này. Đấy, chất. Được của nó luôn. Ok, rồi xem con gì săn nốt. Với cái này đây là chim gõ kiến hả? Level 7, cái này mình không thích lắm. Mình có nên lấy cái trang phục này không nhở? Hay là lấy chim gõ kiến anh em nhở? Long quyền này mình có rồi này. Trang phục này mình cũng lấy rồi này. Đấy, trang phục này mình cũng lấy rồi này. Khá là khó chọn nhỉ. Hay là lấy tạm chim gõ kiến nha. À thôi, huyết hỏa thì mình có nhiều đó. Thôi là mình lấy chim gõ kiến vậy anh em ơi. Huyết hỏa mình có nhiều lắm rồi. Ok. Ok. Đấy, không như là mơ. Một phát ra luôn này. Ra. Ra cái nịt. Ngày thế. Ra. Ôi giời ơi. Ra. Ok. Tí đợi lúc nào mình có kim cương mình nâng cấp sau. Ok, bây giờ mình sẽ ra cái arc. Hiện tại cái arc này của mình nó arc chính của mình ấy thì nó không đủ huy hiệu. Vậy mình sẽ ra cái arc đủ huy hiệu để mình săn cho nhiều nha. Ok, đi đổi arc đã. Ok anh em ơi, như vậy là mình đã vào được cái nick này rồi. Nick này thì mình thấy có khá là nhiều huy hiệu nhá. Nick này mình đi mượn anh em ạ. Để xem nick này có bao nhiêu nha. Ở đây nhận huy hiệu này. Thì anh em nào mà chưa có huy hiệu Tết ấy, thì làm các nhiệm vụ như là đăng nhập này. Đó, hoặc là chơi tử chiến với lại là chơi sinh tồn đủ phút. Mỗi cái anh em sẽ nhận được 10 huy hiệu nha. Và mỗi lần mở anh em sẽ mất từ 15 đến 30 huy hiệu, 35 huy hiệu. Ok. Ở đây mình có 308 huy hiệu anh em ơi. Nghĩa là mình sẽ mở được khoảng 6-7 phát gì đấy. Ok nhá. Ở đây sẽ có hai hộp này. Một là hộp nón rén. Chắc chắn có quà. Đấy, hàng ngàn giải 2. Đấy. Đây danh sách may mắn này. Toàn là 2 kim cương thôi. Nhưng mở cái hộp này thì toàn là 2 kim cương thôi anh em nhá. Nên là mình sẽ chơi hộp tất tay 35 huy hiệu. Ok, chiến. Ra. Ok, giọng nói đừng công ẩu. Đừng công ẩu. Tiếp. Giọng nói quậy tương mừng nào 20 ngày. Mở hai cái này thấy xui xui nha. Tiếp tục này. Bom keo sắc xuân. Ồ, được một bom keo khá ngon. Tiếp. Uầy. Xe thính cũng được anh em ơi. Băng tâm. Ồ, mỗi ngày chỉ được giới hạn thôi hả? Quần vậy. Ok, vậy mình sẽ chơi hộp gión rén nha anh em. Chơi này, liệu có ra. Ok nhá. Chơi. Ok anh em ơi, vậy là mình đã nhận được đó chính là 100.000 kim cương, cực kỳ là nhiều luôn nha. Uầy. Như vậy là mình là người may mắn nhất trong Free Fire mở được hộp 100.000 kim cương. Quá là đẳng cấp luôn anh em ơi. Uầy, xịn thực sự anh em ơi. Bây giờ để mình thoát ra cho anh em xem số kim cương của mình nha, không em lại bảo mình nói điêu. Ok này. Rồi, và như vậy là mình đã sở hữu ngay 100.000 kim cương từ cái sự kiện của gà rán anh em nhá. Và mình là người may mắn thứ tư trong Free Fire sở hữu 100.000 kim cương. Quá là đỉnh luôn đúng không anh em? Ok luôn, cực kỳ là xịn luôn. Thì còn một slot cuối cùng, anh em nhớ vào game và thử vận may ngay nha. Biết đâu anh em lại là người may mắn thứ năm thì sao, đúng không nào? Đó, quá là đẳng cấp luôn. Phát cuối cùng ra luôn, 100.000 kim cương. Rồi, cộng ngay vào nick luôn anh em ạ. Rồi, mình đùa thôi anh em ơi. Đây là kim cương kiểu mình ghép thôi anh em ơi. Đây, mình quay phát nó hết luôn này. Đây là ghép thôi. Đấy, mất luôn. Thì cái này rất là khó anh em ạ. Thì
vẫn là được nha mọi người, vẫn còn hai slot cuối nha. Thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em nhớ cày cái huy hiệu đấy, anh em làm các nhiệm vụ đăng nhập này, đó, chơi tử chiến và chơi sinh tồn, anh em tích đủ 35 huy hiệu anh em sẽ được một lượt chơi. Ở đây mình vẫn còn hơn 100 cái nữa nhưng mà hôm nay mình hết lượt mở rồi anh em ơi, hy vọng ngày mai mình mở mình sẽ được nha. Đây danh sách may mắn thì vẫn chỉ có 3 anh em đấy thôi đấy. Đây đầu tiên là thanh niên này thì ai cũng biết rồi. Tiếp theo là 109647307. Ok, mình xem thanh niên nhá. Thử xem thanh niên này là thanh niên nào nhá. Ok, 109647307. Ok, để xem thanh niên này hoạt động 10 giờ trước. GS Lưu Tiêu Riu Gangster Hà Nội. Ui, thanh niên này nạp cũng nhiều phết nhở. Đớp 100.000 kim cương. Xịn thật sự luôn anh em ơi. Ui, đấy, có kim cương phát đi mua súng level 7 các kiểu luôn. Giàu thật sự. Đớp 100.000 kim cương của gà rán quá ngon. Facebook Đông Bùi. Anh em nào mà muốn thanh niên này chỉ cách đớp được 100.000 kim cương của gà rán thì nhắn tin Facebook Đông Bùi, anh thanh niên này chỉ cho nhá. 11.000 like cho phát nào. Ok, để xem thanh niên may mắn tiếp theo như nick có gì xịn không nhỉ. Kiểu nạp nhiều hay sao, thanh niên này nạp nhiều sao, gà rán nó thường cho 395 1248 240. Ok, đây là thanh niên may mắn thứ 3 mở được 100.000 KC của gà rán. Gửi lời mời các bạn luôn này. HD Alex ở Hải Dương, quân đoàn Hải Dương, 6.000 like. Nạp rất là ít rồi anh em ơi, nạp rất là ít luôn. À, nạp rất là ok, và chúng ta sẽ đến với thanh niên cuối cùng. Ok, và chúng ta sẽ đến với thanh niên cuối cùng may mắn sở hữu 100.000 kim cương. Hiện tại vẫn còn 2 slot nữa anh em nhớ. Anh em nào cứ vào thử bấm máy biết đâu mình lại là một người may mắn thì sao. HD Alex Z Hải Dương. Anh thanh niên này Hải Dương em ơi. Facebook Vũ Xuân Việt. À đủ, thì cả shop game hả? Ảo ấy. Vũ Xuân Việt nghe quen vậy ta. Ok, thanh niên này hiện tại đang có 6.000 like. Nạp cũng khá khá anh em ơi. Ảo anh Quang Nộ này. Từ Thần Điện Quang Giang Ngân Hà. À đủ, hốp được 100.000 kim cương phát đi sắm thẻ vô cực mùa 2 đồ súng level 7, level 8 đồ xịn ghê. Đúng là người có tiền có khác anh em ơi. Ai, có 15 quân đoàn Việt Nam, khá phết. Được, ok. Rồi, ngày mai mình sẽ mở nốt anh em nhá. Đây, mình mở nốt mấy hộp lớn rẽ này nhá. Ai đủ, trả 3 ngày này. Mở này, emote quét sạch hành động này. Ba lô, 3 ngày, má mở cái này toàn đồ 3 ngày vậy. Giọng nói hết rồi anh em ơi, nay mình mở full giới hạn rồi. Thế là không được choá gì cả, toàn được một cái bom keo này, một cái xe. Hết. Ok, khá số là khá đen. Số của mình là chỉ có nạp kim cương nhận thôi. Đây mình nạp một kim cương nhận được bom keo thần long này. Trang bị luôn, cho nó nóng. Ok nhá, thì chắc clip của mình kết thúc ở đây thôi anh em ơi. Mình vẫn chưa phải là người may mắn thứ tư của Việt Nam. Thì chúc anh em xem clip này có một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thật may mắn nha. Chúc các bạn mở được hộp thứ 3 và hộp thứ 4 nhá. Anh em nào mở được nhớ nhắn tin cho mình để mình review nick nha mọi người. Ok, kết thúc clip thôi. Mọi người xem nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều clip hay hơn nhá. Bye bye tất cả anh em.